Pytkał. Rồi chúng mình thương quý vị, cô dâu tú rể của chúng ta có được ngày vui trọng đại như hôm nay, không thể nào quên được công lao ân đức sinh thành của các bậc làm cha làm mẹ. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị phần đại diện cao quý của hai bên gia đình. Về phó nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Duy Hoài là cha của cô rể, họ nhà gái ông Nguyễn Văn Cứu là cha của cô dâu. Một tràng vỗ tay thật đương nhiên với cô chào đón phần đại diện của hai bên gia đình. Để thay cho lời cảm ơn đối với toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời cô dâu tú rể cùng thông gia hai họ gửi tới quý vị quan khách lời chào trân trọng nhất. Để đáp tạ lại tấm chân tình của quý quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi đến để chung vui của tiệc trường ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Duy Hoài là cha của tú rể sẽ là người đại diện cảm ơn cho hai bên gia đình. Vâng. Kính thưa các ông các bà, cùng tất cả và cô chú bác ba gì, cùng anh chị em nam nữ thanh niên xa gần và bạn bè của hai con chú, tôi hôm ngày hôm nay là ngày báo hỷ cho hai con chúng tôi, hai gia đình chúng tôi là xin mời nhất là xin trân trọng cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú bác ba gì, cùng anh em bạn bè xa gần của hai con chúng tôi cùng tổng dưới tân khách đã mất thời gian về buổi trận ngày hôm nay để dự lễ hạnh phúc trăm năm của hai con chúng tôi. Tôi thay mặt cho hai gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn hết, xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe của bác cụ ông các bà tất cả cùng quý khách và tất cả anh em bạn bè xa gần một lời sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất. Xin được cảm ơn những lời tri ân đầy chân thành của ông. Và thưa quý vị, trong ngày vui của tuổi trẻ duy nhất của dâu Bích Ngọc thì chúng tôi xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy cùng nâng lên thật cao để cùng chúc mừng cho buổi tiệc báo hiệu của cô dâu và tuổi trẻ. Nào xin mời quý vị, 1, 2, 3. Xin được cảm ơn rất nhiều và xin được cảm ơn phần đại diện cao quý của hai bên gia đình. Xin mời hai họ cùng trở về lại bàn tiệc để cùng chung vui. Xin mời cô dâu tuổi trẻ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ngọt ngào của chiếc bánh cưới.